Hello, xin chào anh em. Hôm nay kết quả của cái máy A52s bị lỗi sóng đã có rồi đây anh em. Đó, hiện tại anh em cùng xem kết quả dưới hình nha, nó không còn hiện cái biểu tượng wifi calling only đó nữa và đã lên sóng rồi, full rồi. Máy đã được sửa hoàn chỉnh hết. Thì anh em nào gặp vấn đề lỗi sóng này, nếu anh em còn trong bảo hành nhanh chân đi bảo hành ngay. Đó, nếu mà không có vô nước, không có chạy sứ cứng mớp gì quá đáng thì anh em sẽ được hãng đổi cho anh em một cái bộ main board mới ha. Vấn đề này đi hẳn trực tiếp vào main chính luôn. Rồi vậy thì câu chuyện chúng ta hết bảo hành thì sao? Bây giờ đại đa số anh em cũng hết bảo hành rồi, hoặc là anh em làm vô nước hay có vết cứng gì đó người ta từ chối bảo hành của anh em. Đó, thì lúc này cái cách xử lý như thế nào? Anh em sửa trong hãng thì hãng sẽ báo thay mới nguyên cái main và giá nó rất cao. Thay main thì dữ liệu rồi cũng không còn. Đó, phải đồng bộ từ bên cái main cũ bỏ qua thì chắc chắn nó cũng có thiếu này thiếu kia nếu mà những anh em nào kỹ tính. Vấn đề thứ hai là chi phí nó sẽ rất là cao. Đó, nó không thỏa mãn được cái yếu tố nào của chúng ta cả. Thì bây giờ chúng ta tìm đến cái giải pháp mà tối ưu nhất. Ở đây mình nói với anh em như cái cách mình đang làm đây, đó là xử lý trực tiếp trên cái mainboard này. Cụ thể là mình sẽ thay chip, xử lý mạch những cái vùng mạch nào nó đang lỗi, đang chạm. Đó, mình đánh đúng vào cái khu vực đó, mình đã nghiên cứu và cái bàn sóng này kỹ lưỡng rồi. Đó, anh em nào sử dụng cái dòng máy này, nếu một cái máy zin mình làm từ đầu thì chắc chắn sẽ cứu được cho anh em triệt để luôn. Còn ví dụ anh em không ở gần mình, anh em muốn tìm kiếm những cái giải pháp sửa chữa như thế nào thì khuyên anh em rằng anh em hãy tìm đến những cái nơi gần anh em, nhưng mà phải biết được về cái dòng máy này, cụ thể hơn là biết về cái lỗi này luôn. Ngày nay chúng ta sửa chữa theo ban bệnh. Đó, một người chuyên về sửa Samsung thì anh em đưa họ sửa iPhone chưa chắc họ làm được. Đó, khả năng rất cao là không làm được luôn, chứ là không phải là chưa chắc. Đó, nên là chúng ta đánh vào chính xác từng cái ban luôn, ban sóng trên A52s. Đó, người thợ nào đã làm qua rồi thì họ sẽ có kinh nghiệm và họ xử lý chính xác, họ không bị đi vòng vèo, họ không bị mò mẫm lại từ đầu. À, thì anh em có được cái kết quả tối ưu, tiết kiệm chi phí, sửa chữa dứt điểm, phục hồi cái main về như zin ban đầu thì xài hoàn toàn đáng tin cậy luôn. Nguyên nhân tại sao bị cái này thì bây giờ nói nó cũng nhiều lý do lắm, chúng ta chưa có khẳng định được rõ ràng một cái lý do nào, nhưng mà anh em hãy tuân thủ những cái yếu tố dưới đây thì máy nó sẽ bền bỉ nhất. Sử dụng sạc cáp tốt, hạn chế vừa sạc vừa xài liên tục quá lâu, đương nhiên là tránh rơi rớt và lưu ý nhất vấn đề độ ẩm ha. Như vậy thôi. Rồi, anh em nào có nhu cầu sửa lỗi này cứ liên hệ trực tiếp, thông tin mình sẽ để bên dưới ha. Với mình cái cách làm luôn là như vậy thôi, làm sao cho cực kỳ chất lượng và mức giá ép sát nhất có thể cho anh em, bảo hành dài hạn, hỗ trợ sau bảo hành vô tư. Rồi, cảm ơn anh em, chúc anh em buổi tối vui vẻ nha.